shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Rồi này mình có format rồi nha, đây, ok, shotgun. Gì đây? Gì vậy? Tính sơn mình à? Thanh niên nhảy xuống định solo tay với mình cơ anh em ơi. Đáng chưa em ơi? Solo tay với anh đâu có dễ. Tiếp theo mọi người. Ở đây còn thằng nào không đây? Mình không thấy ai nữa. Anh em mình tĩnh nhé. Wow, ngon. Có khẩu này thì đã ghê rồi nha em ơi, MP40 này. Thế này thì ai ăn nổi. Mình qua đây. Rồi nhé, làm sao? À đủ đây đây. Lên phía 300 độ nha anh em. Mình thấy rồi nhé, một đứa đang ở trong nhà này, chỗ này cũng có này. Nghe từ chân gần lắm anh em ơi. Nhìn là biết chỗ này có người này. Wow. Nó cứ chạy lên quanh khu này. À đây hơi khoai. Nó đây rồi các bạn ơi. Nó đây rồi các bạn ơi. Gì vậy thanh niên? Thanh niên tính sơi mình nhưng không thành công. Lại còn bị mình sơ tái lại luôn. Ok mình có scar rồi nha. Đi. Đây chỗ này đang bắn nhau rất là căng này. Mấy trận rồi mới gặp một cái trận nó sơ động như thế này. À đủ. Này này. Làm sao đấy em ơi. Chạy đâu hả em ơi. Chạy đâu cho thoát hả em. Ôi gì vậy. Nó sống lại này. À đủ. What the hell ma hả. Tự nhiên làm quả bắn rồi chết đi sống lại à. À không. Chắc là bị lỗi một xíu thôi. Nhưng mà mình cũng cảm giác là hơi bị căng anh em ạ. Khá là căng. Ok. Bạn thấy nó nằm xuống rồi nó lại đứng lên cơ. Thế mới ghê anh em ơi. Để tôi lên phía trên nào. À từ nào vậy. Đang còn người ở phía sau nha anh em. Phía trên này cũng có người nhé. Hơi gắt. Mình có 4 quả bóng keo này. Từ nào đang gạ rau gạ chảo đây. Ăn liệu đi em ơi. Nó không phải trên tầng này à? Thế có khi là ở căn nhà bên cạnh rồi. Mình nghĩ là như vậy, bên này không có thì ở căn nhà bên cạnh rồi, đây đây. Nghe tiếng gạ dao gạ chảo nó gần lắm. Rất là gần luôn anh em ơi. Đây à? Chạy đi em ơi, gạ dao gạ chảo với anh á. Thích gạ không? Chạy đi em ơi, gạ này, thanh niên này. Không có tin tưởng bố con nào hết anh em ơi. Không tin tưởng một con thằng nào hết nhá. Xong luôn. Mình có nhiều túi máu quá. Vứt bớt đi. Đó. 9 túi máu này. Ui. Vứt bớt đi vẫn còn nhiều lắm anh em ạ. Mình phải vứt bớt đi 2 túi nữa này. Hợp lý. Thế này là ok rồi. Quan trọng là lấy cái chảo đã. Ok. Lấy đạn tiểu liên nha anh em. Vẫn lượm được thêm túi máu đấy hả. Xem hòm sắt này có gì đây. Bom keo này, mũ ba này. Ui dồi ôi ngon. Ngon lành luôn chứ nhỉ anh em. Phía trên nãy là mình thấy có một đứa đấy. Quay lại xem. Ăn nấm đã. Đâu rồi anh em. Nãy mình thấy phía chéo này có một đứa nha. À đây nó đây. Nó đây rồi nó chạy nè. Xong. Rất nhanh. Anh em thấy tốc độ sấy của Scar chưa. Xong luôn, không cần phải nói nhiều nhá. Ok, đây thêm bông keo này. 9 bông keo rồi. Tầm này thì sai bao giờ mới hết hả anh em. Và có cả 8 túi máu luôn cơ. Đi thôi. Xem người đâu cả rồi này. Mình ăn tạm cái này mà 2 củ coi. Trận này đã còn đông người lắm anh em ơi. Còn lại 24 người trận nữa cơ. Khá là đông các bạn ơi. Mình không có. Anh em thoải mái mà lượm nha. Nằm xuống 3 mình có từ lúc nãy rồi. Ok bây giờ tôi xem là lượn lờ xung quanh cái khu này coi. Để còn kiếm thêm mạng nữa chứ anh em. Tí bo thu lên trên cánh đầu á. Thế đu cắp treo đi anh em ơi. Đã mất công chạy xuống đây rồi thì đu cắp treo luôn cho nó nhanh. Chứ ai mà rảnh chạy bộ nữa. Ok mọi người.
Lên nào. À, ở dưới có người, đậu xanh. Đang tính đu lên thì phát hiện ở dưới lại có người. Cái đầu. Ok xong. Dễ mà anh em. Căn sọ chúng đâu phải nó đai luôn. Đây bây giờ thì mình mới lấy chiếc cái đầu nha anh em. 7 kill rồi. Mong là trận này sẽ cố gắng được top 1 nhá. Let's go nào mọi người. Không biết là còn thằng nào chạy loanh quanh cái khu này nữa không. Không thấy. Phía trên thì mình cũng chưa thấy ai đâu. Lên trên này thì an toàn rồi anh em. Chẳng qua là không biết là có nhiều bạn ở trên này hay không đấy. Nhiều mạng thì mới có nhiều kill được các bạn ơi. Ok. Nãy giờ mình chạy thì cái vạch MP nó tự cộng 1 HP và full máu rồi. Nhìn anh loot đồ sợ vỡ sọ vỡ lời. Nhưng mà loot đồ như thế mới phê anh em ơi. Chạy lên quanh loot đồ lâu lắm mình không thích lắm. Ok nào mọi người. 18 một trận đấy hả? Rồi mình qua đây mình xem kiếm thêm mạng thôi. Ok này let's go. Nướng rắn hả? Ngon. Có được giáp 4,5 rồi các bạn ơi. Tuyệt vời chưa? Đã luôn. Có giáp 4,5 thì ngon rồi. À chúng ta có lựu rồi nhá. Đấy là lựu băng anh em ơi. Đi nào. Qua bên này coi xem là chúng ta có những gì nào. Ở đây mình có gì đây? Thêm máu hả? Thật là tận chịt từ máu cả. Nhiều máu thế, bao giờ xài mới hết đấy. 17 người chơi nữa. Khá là khó khăn anh em ạ. Phải chơi cẩn thận thì mới kiếm được top 1 cơ. Mình không nghe thấy âm thanh, gọi là âm thanh lạ nào cả ở đây. Thế nên là mọi thứ an toàn. Không lo. Nghe thấy tấm mê, à, tiếng âm thanh lạ thì mới là vấn đề. Kiểu là có đứa cho nó chạy rồi là gạ rau gạ chảo các kiểu. Lại bom rơi đấy hả? Bom rơi ngay chỗ mình chạy này nên là cứ ở trong nhà cho chắc ăn. Ra ngoài cái bom rơi nổ chết thì sao anh em lại phải chơi trận mới à? Chơi trận mới thì hơi mệt. Đứng tạm trong nhà một xíu nha anh em. Đây ai quan sát xung quanh luôn. Bình tĩnh các bạn ơi. Ồ. Đậu xanh bom rơi nhiều ghê ta. Đây, mình xem là bo tiếp theo sẽ thu tại cái khu nào. Ok. Lên mãi biệt thự cơ. Xa thế. Thế chạy bộ dần đi là vừa. Wow, để mình sẽ lên phía 30 coi. Let's go luôn, chứ ngại gì nữa hả các bạn ơi. Đây, cận lên trên này. Rồi xem nào anh em. Ơ vắng thế. Thế này đào đâu ra người. À biệt thự này một đứa này. Đứa nào nó gọi drone thịt anh em ơi. Từ từ tôi chạy qua này. Làm sao? Thính chưa rơi, thính chưa rơi. Kể cả anh em thấy chưa, thính đang rơi nhá. Ui. Qua đây thì không cam được nó rồi. Thính mãi chỗ này. Thằng này gọi cũng thông minh đấy anh em ơi. Nó không kiểu gọi lộ liễu. Hay là mình cứ ngồi ở đây chờ nó chạy qua nhỉ anh em. Vừa ngồi đây vừa quan sát xung quanh là ok rồi này. Cái kia nó đu dây này. Đu dây hải ơi. Đu dây hải ơi. Quên mất dấu.
Cái đậu xanh các bạn ơi, xa quá nó mất dấu. Ui, uổng thế nhỉ. Nãy chẳng qua là mình không nghe thấy tiếng thằng kia đu dây thôi. Chứ mình mà nghe được thì nó lên bảng điểm số với mình. Phải gọi là bắn cho không trượt phát nào nhá anh em nhá. Một đứa nữa hả? Một đứa nữa hả? Lên bảng này. Rồi thằng kia qua đây. Anh bắn cho không trượt phát nào nhá. Mình qua đây mình lượm sát nó cái đã. Ok, hòm sát này. Lượm đạn xuống trường anh em ơi. Nãy bắn đang thiếu đạn xuống trường mà. Ok ok, lượm thêm nữa này. Tuyệt vời. 170 viên đạn xuống trường nhá. Trong kia bo vẫn đang thu lại thôi. Chờ cho nó đu dây ra ngoài anh em ơi, là tôi hạ từng đứa một rồi nhá. 11 đứa nữa. Đông quá nhỉ anh em, không đùa đâu. Đây bây giờ là còn lại 10 đứa này. Thế này thì không đùa được đâu nha anh em, đông mà. Ui bơi à? Bơi hả bơi? Thanh niên này bơi này em ơi. Xong luôn. Ok, 9 kill. Giết thêm một đứa nữa, 10 kill cho nó tròn anh em ơi. Thằng thứ 10 đâu? Thằng thứ 10 thì kẹo chưa có thấy nhá. Ok, lên đồ đi. Vòng lại ra phía sau coi. Xem là còn những thằng nào nữa thì xử luôn cho nó. Obegos. À đủ. Trên này đang rất là yên tĩnh anh em ơi. Thế này thì không có người được đâu. Giờ mình chỉ xem là có đứa nào ở phía dưới nó chạy lên trên đấy anh em ạ. Thôi kệ đi. Tôi nghĩ là chúng ta bây giờ nên kiếm được một cái vị trí nào đó nó an toàn để thủ anh em ạ. Có thể là mấy cái tròi canh trên đồi chẳng hạn, hoặc là chạy lên quanh cái khu này. Tôi thì lại không thích thủ nhà cơ, bởi vì là thích săn nhiều mạng mà thủ nhà thì nó mất vui. Game sinh tồn là phải bắn nhau anh em ạ. Bắn nhau liên tục nó mới vui đấy. Bắn chém giết cho nó luôn. Đây này, có người này. Cái đâu? Thằng bé này làm sao? Làm sao đấy em ơi, có cần anh phải cho lựu vào trong không? Chạy đi em. Xong rồi, chết vì lựu. Úi dồi ôi, đắng chưa em ơi, đắng lòng chưa em. Thằng bé chết vì lựu thường thế nhỉ các bạn ơi. Khổ thân thật. Thương thật luôn nha. Mình có 11 quả bóng keo rồi này. Ok, 13 quả luôn. Làm sao để mình coi. Ngon lành luôn đấy nhỉ anh em. Còn 3 thằng nữa thôi. Ngồi cẩn thận. Mình đang xem là còn đứa nào chạy lên lại nữa hay không anh em ơi. Đứa nào mà chạy lên nữa thì kẹo sấy cho đừng hỏi tại sao nhá. Mấy kill rồi ngon thế nhỉ. 3 mạng nữa là top 1 rồi nha. Cố gắng lên. Cố gắng lên tôi ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phải thật sự bình tĩnh anh em ạ. Bom keo chuẩn bị sẵn sàng rồi, 11 quả cơ. Đây này. Biết ngay mà. Biết ngay là đang còn người chạy lên mà anh em. Rồi xem. Chú định chạy đi đâu. À đủ. Đừng nói là nó vẫn đứng đấy nha anh em. Có một đứa ở đấy thôi. Đạn súng trường mình hơi ít này. Ủa thằng nào? Thằng nào có lựu vào vậy? Gì vậy? Hơi căng nha anh em, bình tĩnh bình tĩnh. Quầy gắt vậy. Ngồi vào đây. Sơi anh đâu có dễ em ơi. Có lựu vào nữa hả? Không trúng đâu nha em ơi. Có lựu không? Thằng bé hết lựu rồi anh em ơi. Đổi qua Goza này. Thằng bé nó hết lựu rồi các bạn ơi. Nó vẫn đang đứng ở trên này. Ồ, khá thú vị anh em ơi. Nó hết lựu rồi. Thằng phía dưới kia nó vẫn chạy phía dưới này. Ui, ghê thế. Làm sao đừng. Đừng sợ mình thế. Thằng kia nó chạy lên trên rồi kìa. À đủ. Ném ngu vậy. Ném lựu ngu vậy. Làm sao đấy em ơi, chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Không chạy anh sấy cho bây giờ. Ui. Xong luôn.
Thằng góc kia nó hạ rồi. Ok, bình tĩnh. Bình tĩnh anh em ạ. Nhiều bom keo để làm gì? Nhiều bom keo để làm gì này? Nhiều bom keo thế này thì không phải lo gì cả nha các bạn ơi. Cái kia nó ngay phía dưới này. Chạy đâu? Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Úi giời ơi, đứng lên ngồi xuống á. Anh lạ gì cái chiêu đứng lên ngồi xuống của các chú nữa. Đứng lên ngồi xuống muốn ăn mình thì cũng khó nha. Đơn giản bởi vì kẹo đâu có sợ các bạn đâu. Thằng nữa đâu? Còn một thằng nữa thôi anh em ơi. Hạ nốt thằng quấy ô tô 1 rồi. Nó đâu vậy ta? Chắc là nó thủ nhà các bạn ơi. Phía dưới này không có người này. Ok. Cái kèo mình thấy rồi nhá. Mình thấy rồi nhé. Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Gốc cây à? Gốc cây hả em ơi? Làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy em ơi? Đậu xanh này. Yes. Tuyệt vời. Wow, 12 kill top 1 ngon lành nhá. Quá đã luôn. Úi dồi ôi, nó phải thế anh em ạ. Tuyệt vời, ăn mừng nào. Nó lại ngon quá nhỉ các bạn ơi. Hôm nay kẹo tay to mà. Tay to là quất tất cả luôn anh em ơi. Và chúng ta có 12 kill top 1 ở trong trận đấu solo này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.